Dạ, thưa quý vị, tiếp đến nữa là có một vị giáo viên ở tại một trường trung học ở tại Chicago đang phải đối mặt với một cuộc điều tra khi mà người này đã treo một con búp bê nhồi bông lên trên ngay cái máy chiếu của trong lớp của mình để cho các em học sinh coi. Và đây là một cái hành động mà gọi là giống như là có vẻ hơi kỳ thị khi mà một con búp bê này là hình ảnh của một cầu thủ da đen đang gọi là chơi football đó, rồi treo lên coi như là hang lên lên lửa và chiếu lên ngay trên cái projector để cho các em học sinh coi. Và đây là như một cái hành động kỳ thị, và khi mà những người phụ huynh biết được điều này thì đã gửi một bức thư đến cho hiệu trưởng. Bức thư được gửi đi vào ngày 29 tháng 3, được gửi đến từ Joyce D. Connor đến cho hiệu trưởng của trường trung học Whitney Young Magnet, và cho biết rằng là bây giờ họ cần có một cuộc điều tra để giải thích tại sao người giáo viên này phải làm như vậy. Trong khi người giáo viên nói là tôi chỉ hỏi coi thử con búp bê này các em là của ai, các em nào để trả về, nhưng mà cái hành động là đã đưa luôn cái con búp bê giống như là hình động mình giống như đang đang treo lủng lẳng lên như vậy đó, thì lên ngay trên cái màn ảnh cái projector của lớp, thì đây là một cái hành động giống như một sự kỳ thị, và điều này làm cho các em học sinh và phụ huynh không cảm thấy thoải mái với sự việc đó. Và bây giờ một cuộc điều tra của trường đã được mở ra, và cũng như là học khu cũng sẽ vào cuộc để mà tìm hiểu xem tại sao bây giờ thì cái hình ảnh của con búp bê đó được lan truyền trên internet luôn, cho nên nó không còn là một cái sự việc nhỏ của trường nữa. Bây giờ Hiệp hội Giáo viên Chicago đang cho biết rằng các gọi là các hành động như vậy nó sẽ tác hại đến những em học sinh mà thuộc những cái sắc dân mà nhỏ, sẽ nó làm ảnh hưởng đến tâm lý của các em, cho nên cần phải có một sự thay đổi mạnh mẽ trong các trường học của học của Chicago.